Nhân dịp 2 tháng 9, chúc anh em và gia đình thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui. Thì hôm nay mình cũng có nhập mấy con chim bên Malaysia về á. Đây nè, đợt này mình nhập về 4 con nè, tiếp tục của cái đợt trước. Đợt trước thì mình về 4 con, đợt này cũng về 4 con. 4 con đợt trước thì mình đã bán hết rồi. Nó cũng chơi, đợt trước là có về 2 con, nó chơi rất là mạnh, mình bán trước. Còn sau 2 con này nó cũng chơi được rồi, mình cũng bán với cái mức giá nó thấp hơn để mình thu hồi cái vốn để nhập cái lô chim mới. Và mình cũng đã chuẩn bị mấy cái lồng đây, chuẩn bị 4 cái lồng và một con chim kia. Chim này anh em ạ, chim này để tí nữa mình ốp vào như thế này nè, ốp sát vào như thế này, xem thử có con chim nào nó chơi hay không. Nếu như mà nó chơi thì mình sẽ đánh dấu riêng và mình quay video mình cho nó đi trước. Thì mời anh em cùng đón xem. Mình lật ngược cái camera lại để mình quay cái quá trình mình bắt chim và cũng như là xem có con nào nó chơi hay không. Anh em nào thấy quý mến thì cho mình cái nút like và cái nút đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Như anh em cũng đã thấy á, thì cái thùng hồi sáng nó về đây nè. Nãy nó về nó mốt hết trơn luôn. Nước á, thời tiết này mưa nhiều quá, nước cái là bắt đầu nó mốt luôn, mà nó mốt sụp cái thùng xuống luôn. Còn cái đáy này là nó ướt nhẹp luôn rồi nè, nó không còn cái độ dính, không còn cái độ liên kết của giấy nữa. Và đây là cái thùng mình nhập bên Malaysia về, thì nó ướt cái phần dưới đó, thành ra cái ngăn chia cắt giữa hai con chim này nó cũng ướt theo luôn. Nó ướt theo rồi cuối cùng là hai con chim này nó ở trong với nhau luôn anh em ạ. Nếu như mà theo mình suy đoán, nếu như mà cái chuyến chim này nó về á, thì hai con dưới nó sẽ chưa chơi ngay lập tức đâu, bởi vì nó đã bị ướt cái thùng rồi. Ướt cái thùng thì hai con nó ở trong, nếu mà nó chơi thì nó đã chơi với nhau rồi, thì bây giờ nó cũng không chơi nữa đâu. Đây là 4 cái thùng mình đã chuẩn bị. Và bây giờ thì mình ốp thử con chim vào. Có một con nó đã chơi rồi nghe anh em. Con nó đã chơi, nó gái giọng thổ này mà. Giọng thổ nó rất là tốt tiếng. Đây nha anh em. Theo mình thấy là hình như con chim đó nó có giao lông anh em ạ. Có giao lông. Con chim mà mình quay nó vừa chơi này thì nó có giao lông này, nhưng mà nó không hết tất cả các vảy thôi. Hai con chim ở dưới thì theo mình nghĩ chắc chắn nó sẽ không chơi rồi. Anh em có thấy gì chưa? Con chim bên kia nè, đó con chim mình thả đó. Lúc trước mình nhập của trong lai nè, còn nguyên cái khoang. Còn đó, còn cái khoang nó ở chân phải này. Mình nhập của trong lai một cặp đó là 18 triệu về tới Việt Nam. Một cặp bay gù chim nâu á này. Bây giờ về nó ra hai mái. Hai mái một con thì nước chơi nó cũng khá tốt. Một con này thì nước chơi nó quá dở đi. Mình đây mình thả luôn rồi này. Bởi vì vậy nên là nhập chim bên Malaysia thì nó cũng không phải là nó ngon ăn đâu này. Có những lúc cũng nó cũng vỡ mồm á. Đó, như con đó mình nhập về nó chơi không được mình thả chứ biết làm gì. Bây giờ bán cho anh em thì bán rẻ thì mang tiếng. Thôi, cách tốt nhất mình đây mình thả cho rồi khúc mắc. Vì vậy nên là bây giờ nó rất là nhiều anh em mà nhập chim về chơi không được đó. Thời gian đầu thì nhập rất là nhiều, hung hăng lắm, nhưng mà
một thời gian sau là mình lại thấy tắt điện hết, vì nhập chim về mà chơi không được. Mà đợt này về có một con kia nó chơi thôi nè, còn lại nó mấy con này thì nó chưa chơi. Con kia thì giọng thổ chân giao long đó, tí nữa mình sẽ bắt nó ra. Bây giờ mời đây mà cùng mình. Con chim này là nó mới nổ nghe nè, nó mới nổ nên là khi mà mình ốp vào nó cũng chưa có gù mạnh. Giờ mời anh em bắt chim cùng với mình. Con đầu tiên thì mình bắt xem, mình sẽ bỏ cái lồng này. Chuyến chim lần này thì mình nhập của thằng Man Basic Max. Thằng này thì mình nhập thật, thằng này thì chỉ có mình nhập thì mình thấy chim mới chơi được thôi, chứ còn mấy anh em mình nhập về, mấy anh em mà ở gần gần mình á, hay là một số khách mà mình chỉ cho nhập á, nhập chim của thằng này về chơi không ra gì hết. Nhưng mà riêng mình nhập không phải tự tin cho riêng mình nhập thì nó bán nó rất đồng hoàng, bởi vì mình nhập rất là nhiều. Nè, con này nó muốn gù, nó muốn chơi nữa anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt hai con này ra trước. Nếu như mà nó chơi thì mình sẽ quay luôn cái video cho anh em xem luôn, tham khảo luôn. Đây, tiếp theo đến con này, con mà lúc nãy nó chơi nè. Đợt này nó về nó làm cái thùng nó yếu quá này mà, cái lưới đợt này nó làm lưới mỏng, không làm lưới dày giống như mấy đợt trước nữa. Mấy đợt trước nó làm lưới dày. Vào đây luôn. Đây là tướng tá của nó. Cườm thì con này cũng tương đối là đẹp đó. Để mình bắt ra cho anh em cùng xem cái chân của nó. Lúc nãy quay nó. Để cho anh em xem cái chân của nó. Đó, theo bên ngoài thì mình thấy nó giao long, nhưng mà giao long này lỡ thôi nghe anh em, nó bị lỡ một cái vảy ở giữa kìa. Còn cái chân kia, chân kia thì nó lại nó cũng bị lỡ hai mắt ở giữa anh em. Nó bị lỡ, con này giao long lỡ thôi, lỡ ở giữa đây, mặt mũi nó đây. Con này theo mình thì nó cũng rất là xiên gái, bởi vì với cái tướng này là cái tướng xiên gái, cái đầu nhỏ mỏ ngắn, đầu tròn là nó xiên gái. Rồi, tiếp theo mình sẽ bắt những con còn lại, hai con còn lại này thì mình nghĩ là nó chưa chơi liền nè. Con kia nó cứ muốn gù miết anh em ạ. Đó, nó gù đó. Mình bỏ con chim tơ này cho nó vào xem thử nó có gù nữa ha. Chim tơ đó mới nổi nên là nó chơi còn rất là yếu. Tạm thời thì mình bắt cái con chim trong này đã. Xem bên kia tới ngay nè. Mình cũng công khai cái giá của mấy con chim này luôn. Con chim mà mới về nó chơi liền này nè, mình bán với cái mức giá 5,5 triệu. Thì thực sự với anh em là con này mình lời sẽ nhiều hơn những cái con như thế này. Cái con mà nó không chơi, nó chưa chơi ngay lập tức như thế này,
thì mình sẽ lời ít hơn, còn cái con đó là mình sẽ lời nhiều hơn. Thậm chí là những con sau này mình có thể là mình bán, mình lấy vốn mình cũng không có lời nữa. Bởi vì là cái con lời nhiều mình sẽ bù qua con lời ít và những cái con không lời. Thực sự với anh em là như vậy. Có con này con kia nó bù qua sớt lại, chứ còn nói về con nào cũng lời với một mức giá như nhau thì mình cũng sẽ không bán. Bởi vì con nào nó cũng lời rồi, lỡ con chim trách thì ai bù lỗ cho, đúng không? Nhập về lô mà một con nó bị sự cố là coi như là mất toi hết. Hiện tại thì chỉ có một con nó chơi thôi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ, theo mình nghĩ thì mình sẽ quay được cái video của nó, quay cái video của nó, nước chơi của nó, giọng thổ rất là tốt tiếng. Nói chung là mỗi đợt chim về mà nó chỉ cần một con nó chơi thôi là mình cũng thấy vui rồi. Còn nó nín hết, con nào con nấy nhìn ngơ cũng chán lắm anh em. Đây là cái AV của mình. AV ở đằng trước này thì mình nhốt đâu đó 7-8 con thôi, chứ không có nhiều. Và cái AV đằng sau cỡ tầm chục con nữa. Đây, quay cho anh em thấy rõ con máy của trong line. Bỏ đi chứ không làm gì được hết. Thôi mình cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Và chúc anh em và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi cái video của mình.